Lò cháy lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm ra lệnh điều tra lại vụ án dính tới ông Vương Đình Huệ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, bức tranh chính trị Việt Nam đang trải qua một năm 2024 đầy bất ngờ và chấn động. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm đang cho thấy sự quyết liệt và mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Đúng như những gì mà người dân đã kỳ vọng về ông, về một người kế nhiệm, tiếp tục công cuộc đốt lò mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đang dang dở. Dù là củi to, củi nhỏ, củi tươi hay củi khô thì đều sẽ phải khiếp sợ, củi nào rồi cũng sẽ lần lượt bị đưa vào lò. Đúng như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí giờ đây không chỉ lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà đã thành phong trào, thành một xu thế. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được. Bộ máy nhà nước và chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trải qua một năm đầy sóng gió với những chuyển biến không thể lường trước. Nhiều nhà phân tích nhận định rằng những sự việc xảy ra trong thời gian qua có thể được ví như những cơn địa chấn chính trị. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, đã phát hiện và xử lý hơn 150 trường hợp tham nhũng tiêu cực. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật và cho thôi chức rất nhiều các cán bộ là lãnh đạo trong hàng ngũ của Đảng. Trong số này, nổi bật nhất là 5 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có tới 2 người trong tứ trụ xin thôi nhiệm và rời khỏi chính trường, bao gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Qua những sự kiện này, có thể thấy được công tác đốt lò của tân Tổng Bí thư Tô Lâm đang bùng cháy mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết. Sáng ngày 14 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kỳ người đó là ai, truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lưu vực. Tân Tổng Bí thư ví cuộc đốt lò như cuộc chiến chống giặc nội xâm để xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh. Ông bày tỏ quyết tâm đưa cuộc chiến chống tham nhũng tới thắng lợi hoàn toàn. Trong phiên họp này, về phần nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra tham nhũng tiêu cực và làm rõ những sự vụ nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Nhất là tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các sai phạm của các đảng viên liên quan đến vụ án, vụ việc xảy ra trong các vụ đại án, gây thất thoát lớn cho nền kinh tế Việt Nam, đồng thời truy bắt, dẫn độ bằng được những bị can, bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài về nước để thi hành án. Các vụ án này đa phần đều liên quan tới các quan chức, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, đang đương nhiệm hoặc đã về hưu, bị khởi tố, bắt tạm giam. Điều đáng quan tâm ở đây là vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An đã đưa hàng loạt cán bộ vào lò, được cho là có liên quan đến nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ xin thôi chức vào ngày 26 tháng 4, vài ngày sau khi trợ lý của ông là ông Phạm Thái Hà bị bắt và chỉ hơn một tháng sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm. Vụ án Tập đoàn Thuận An. Tập đoàn Thuận An tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập vào tháng 8 năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vốn điều lệ của Thuận An ở thời điểm tháng 8 năm 2020 là 300 tỷ đồng và tăng lên 800 tỷ đồng vào năm 2021.
Tập đoàn này nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư vào bất động sản. Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên doanh tham gia đấu thầu và trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2023, tập đoàn này trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá 18.000 tỷ đồng, bao gồm những gói thầu có nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội sau COVID-19. Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu lớn, trong đó có các gói thầu quy mô rất lớn như là cầu sông Rút, cầu Cửa Hội, cầu Đồng Việt, cầu Máy Chai, cầu Kỳ Lộ, cầu Rạch Miễu 2, cầu Vĩnh Tuy 2. Tập đoàn này đã tham gia nhiều dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, ông Nguyễn Duy Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 điều tra những sai phạm ở tập đoàn Thuận An. Chủ tịch tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt, kéo theo hàng loạt dự án của tập đoàn này bị rà soát. Một số quan chức tỉnh Bắc Giang cũng vướng vào vòng lao lý với cáo buộc liên quan đến Thuận An. Một số quan chức trong ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam, gồm Nguyễn Văn Thảo, giám đốc, Đàm Văn Cường, phó giám đốc và ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng. Ba người này đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Thảo bị điều tra thêm về tội nhận hối lộ. Đặc biệt, ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi đó cũng đã vào lò với cáo buộc liên quan đến tập đoàn Thuận An. Sau đó, ông Vương Đình Huệ đã bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, đồng thời cho thôi làm đại biểu Quốc hội vào hôm mùng 2 tháng 5. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam không nêu cụ thể ông Vương Đình Huệ đã vi phạm những gì, nhưng vụ miễn nhiệm ông Huệ xảy ra sau khi thuộc cấp thân tín của ông là Phạm Thái Hà bị bắt hôm 21 tháng 4. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo quy định tại khoản 4, điều 358, Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi các lãnh đạo tập đoàn Thuận An và một số cán bộ tỉnh Bắc Giang bị khởi tố, bắt tạm giam ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đã tiến hành rà soát các dự án, gói thầu mà tập đoàn này đã tham gia. Đáng chú ý, thời gian đầu khi điều tra các sai phạm của tập đoàn Thuận An, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cho biết, việc Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh này rà soát các dự án của Thuận An là nhận chỉ đạo từ ngành dọc. Theo thuật ngữ trong hệ thống chính trị Việt Nam, cấp trên theo ngành dọc ở đây là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Do đó có thể hiểu là có cán bộ do Trung ương quản lý liên quan tới các cáo buộc sai phạm tại tập đoàn Thuận An. Khi ông Phạm Thái Hà bị bắt, điều này đã được khẳng định. Mối quan hệ giữa ông Phạm Thái Hà với ông Vương Đình Huệ. Ông Phạm Thái Hà sinh năm 1976, quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế, là kiểm toán viên hành nghề chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vào thời điểm bị bắt giữ, ông Phạm Thái Hà đang là phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Hà được bổ nhiệm chức vụ vào ngày 5 tháng 5 năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trên. Đưa tin về việc bổ nhiệm này, trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOA cho biết, ông Phạm Thái Hà là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác, với thời gian dài gắn bó, tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại các cơ quan kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Quốc hội. Thông tin từ báo chí cho thấy, ông Phạm Thái Hà đã là trợ lý của ông Vương Đình Huệ trước khi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Trong quá trình công tác, ông Phạm Thái Hà đã theo chân ông Huệ qua nhiều cơ quan trong suốt nhiều năm trời. Theo thông tin trên VOVO, thì trong thời gian ông Vương Đình Huệ làm Tổng Kiểm toán Nhà nước từ năm 2006 đến năm 2011, ông Phạm Thái Hà đã là trợ lý của ông. Sau đó, khi ông Huệ trải qua các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Tài chính giai đoạn 2011-2012, Trưởng ban Kinh tế Trung ương giai đoạn 2012-2016, Phó Thủ tướng giai đoạn 2016-2020, ông Phạm Thái Hà vẫn là người trợ lý thân cận của ông Huệ. Kể cả khi ông Vương Đình Huệ chuyển sang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2020-2021, ông Phạm Thái Hà vẫn theo chân ông. Đến tháng 4 năm 2021, ông Huệ trở thành Chủ tịch Quốc hội, một trong tứ trụ của Việt Nam. Ông Hà đã chuyển sang làm trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Và chỉ sau đó hơn một năm, tháng 5 năm 2022, ông Phạm Thái Hà chính thức được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Báo điện tử Chính phủ lúc bấy giờ đưa tin phát biểu chúc mừng ông Phạm Thái Hà tại buổi lễ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá đồng chí Phạm Thái Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị công tác với thời gian gắn bó tham mưu phục vụ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong thời gian vừa qua, với vai trò trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Phạm Thái Hà luôn thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, có nhiều đề xuất cải tiến về công tác đổi mới, phối hợp tham mưu, phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội nói chung và Chủ tịch Quốc hội nói riêng. Theo báo Điện tử Chính phủ, ông Mẫn tin rằng ông Hà sẽ không chỉ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, mà còn không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức, nhiệm vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết, nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có thể thấy, trong quá trình công tác nhiều năm, ông Phạm Thái Hà với ông Vương Đình Huệ luôn như hình với bóng. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, sai phạm như vừa qua. Theo lời Tổng Bí Thư, đây là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh, uy tín của đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, kiên quyết làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Luật pháp bất vị thân, quân pháp bất vị thân, bất kể ai vi phạm, dù ở vị trí nào thì trước pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Theo đó, tiếp tục phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chủ trương là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về chiến dịch chống tham nhũng, khiến cho quan chức, cán bộ sợ hãi, không dám đưa ra quyết định, phần nào gây tê liệt bộ máy nhà nước, và điều này khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy đảng, luôn được đồng chí Tổng Bí Thư dành sự quan tâm đặc biệt dù trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Theo Tổng Bí Thư, nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao. Do đó, phòng chống tham nhũng phải gắn với phòng chống tiêu cực. Phòng chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng. Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhất quán, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng tiêu cực. Trên cơ sở những kết quả mà toàn hệ thống chính trị,
toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng. Yêu cầu xác định những việc cần phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Cần khẳng định rằng, có được kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực như hiện nay, thì vai trò của nhân dân là rất quan trọng. Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là sức mạnh to lớn trong cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép chùn chân, mỏi gối, chỉ có tiến, không có lùi, không thể đảo ngược. Được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí Thư. Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan chức năng tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Tổng Bí Thư nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở Đảng, chi bộ, triển khai đến từng địa phương và phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương cũng lưu ý tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, khắc phục hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, tăng cường kiểm soát việc thực thi quyền lực, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan có chức năng. Tuy nhiên, cán bộ cũng là gốc rễ của tham nhũng, tiêu cực, vì tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện, là loại biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nếu nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, không trong sạch, vững mạnh, dẫn đến tham nhũng tiêu cực, thì sẽ làm suy yếu đảng, gây ảnh hưởng đến uy thế, thanh danh của đảng, từ đó đe dọa đến sự tồn vong của đảng, của chế độ. Hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Do vậy, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên là việc hết sức cấp bách và ưu tiên hàng đầu của Đảng ta trong quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có đức, vừa có tài, vừa hồng, vừa chuyên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng, trau dồi về đạo đức cách mạng, kỹ năng và phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng lý tưởng và bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ.